Phượng xin kính chào quý vị hôm nay tối thứ ba ngày 7 tháng 5 năm 2019. Đến với chương trình bản tin Hoa Thịnh Đốn gồm có hai phần. Phần 1 là tin đặc biệt và phỏng vấn kỷ niệm ngày 30 tháng 4 của giới trẻ tại hải ngoại. Trong phần 2 là phỏng vấn về 25 năm ngày nhân quyền cho Việt Nam. Sau đây, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi tin đặc biệt. Đề đốc Trần Văn Trơn, cựu thư lệnh Hải quân Việt Nam Cộng Hòa, vừa qua đời do Minh Thúy thực hiện. Đệ đốc Trần Văn Trân, Nguyên tư Lệnh Hải quân Việt Nam Cộng hòa vừa quy vị lúc 10 giờ 48 phút tối ngày thứ năm, 2 tháng 5 2019, nhằm ngày 28 tháng 3 năm kỷ Hợi tại San Jose, California, hướng đại thọ 100 tuổi. Ông Trần Văn Trân sinh ngày 24 tháng 9 năm 1920 tại Vũng Tàu, tính đờ thuần thành đạo cao đài tòa thánh Tây Ninh. Ông có học lực rất giỏi khi sinh thời Năm 21 tuổi, ông tốt nghiệp cơ khí hàng hải Sài Gòn và sau đó tốt nghiệp ngành vô tuyến hàng hải. Ông có bằng sĩ quan hoa tiêu hàng hải và bằng thuyền trưởng trường hàng hải Thương thuyền. Năm 1951, ông được chọn đi học khóa 1, trường sĩ quan hải quân Nha Trang, thuộc ngành chỉ huy và một năm sau đó thì tốt nghiệp thủ khoa hạng ưu với cấp bậc hải quân thiếu úy. Từ năm 1953, ông tiếp tục được thăng cấp làm chỉ huy một số đơn vị hải quân. Năm 1956, ông được thăng hải quân thiếu tá và một năm sau làm tư lệnh hải quân, thay hải quân đại tá Lê Quang Mỹ. Ngoài chức tư lệnh, ông cũng kiêm chức giám đốc hải quân công xưởng. Năm 1959, ông du học tại Naval World College, Newport, Rhode Island, Hoa Kỳ. Sau khi về nước thì ông tiếp tục làm giám đốc hải quân công xưởng phụ tá cho tổng giám đốc nội an và dân vệ và làm chỉ huy trưởng lực lượng tuần giang. Năm 1966, ông được thăng Hải quân đại tá, trở lại làm tư lệnh hải quân. Ngày 19 tháng 6 năm 1968, ông được vinh thăng làm phó đề đốc nhiệm chức và một năm sau đó, ông được vinh thăng phó đề đốc thực thụ. Năm 1970, ông được vinh thăng làm đề đốc nhiệm chức Ngày 1 tháng 11 năm 1974, ông được giải ngũ vì đáo hạn tuổi và bàn giao chức tư lệnh hải quân cho đề đốc Lâm Ngưu Tánh. Thời gian trong quân ngũ, ông được đệ tam đảng bảo quốc huân chương và một số anh dũng bội tinh với ngành dương liễu, một chiến thương bội tinh và nhiều huy chương quân sự. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông là tướng lãnh duy nhất của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa bị tù Cộng sản. Lần lượt qua các trại giam Quang Trung, Yên Bái và Nam Hà cho đến ngày 14 tháng 9 năm 1987. Tháng 12 năm 1991, ông định cư tại San Jose cho đến khi tạ thế.